À, em vừa có gọt một ít khoai sọ các bạn. Đấy. À, và để rửa cái khoai sọ này cho nó trắng. Khoai hiện tại bây giờ nó đang thâm. Thì các bác chuẩn bị xem được chảy nước, sau đó là bác sẽ một thìa muối, bác máy đỏ đều lên và tan muối và nước. À, sau đó các bác cho khoai sọ vào đây. Và các bác để ngâm khoảng 1 đến 2 phút. Các bác rửa lại thì khoai sọ rất là trắng các bạn nhé. Các bác nhé. Không còn thâm nữa. Đấy. Rất là dễ xử lý cái thâm của khoai sọ. Bác ngâm đi với một ít nước muối. Trắng rất là nhanh. Đây là cái vết hà cạo nó chưa được sâu chứ không phải là vết đen. Đây như thế, cắt chưa được hết, đây gọi là hà, khoai hà. Đây là các cách để mà làm khoai sọ trắng sau khi mà gọt, các bác tham khảo nhé. Cảm ơn các bác đã theo dõi video.